Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Tân Phú. Hôm nay, cô và các em cùng nhau tìm hiểu bài số 2 vẽ tranh đề tài Cuộc sống con em nằm trong chủ đề 4 Quê hương và cuộc sống. Và bây giờ, cô và các em cùng nhau tìm hiểu mục tiêu của bài học nhé. Của bài học của chúng ta, đầu tiên các em tập quan sát, nhận xét thiên nhiên và các hoạt động trong ngày của con người. Mục tiêu thứ hai, các em phải có ý thức làm đẹp cuộc sống xung quanh của mình. Và mục tiêu thứ ba, các em cần tìm được đề tài phản ánh về xã hội, về thiên nhiên và vẽ được một bức tranh theo ý thích của mình các em nhé. Chuẩn bị cho tiết học, các em cần chuẩn bị những dụng cụ sau đây: sách giáo khoa, vở, giấy A4 và màu. Đầu tiên, các em cần tìm hiểu nội dung của đề tài. Nội dung của đề tài cuộc sống con em, các em có thể chọn về nội dung gia đình. Gia đình thì chúng ta có những hình ảnh và hoạt động như bữa cơm gia đình, về thăm ông bà, hay nghe bà kể chuyện, chúc Tết ông bà, vân vân. Chọn lựa nội dung nhà trường của các em cũng được. Ví dụ như các em có thể vẽ hình ảnh môi trường thân thương của các em, những buổi học nhóm và giờ ra chơi của các em như thế nào. Các em cũng có thể vẽ lại theo ý của mình nhé. Còn về nội dung xã hội thì các em có thể chọn lựa những hình ảnh như thế nào để các em vẽ nè. Các em có thể chọn những hình ảnh cô chú hoặc là các đoàn viên đang là giúp dân vớt rác trên sông, hay là bộ đội thời gian gần đây đã giúp đất nước chúng ta chống dịch và đang chống lũ ở những khu vực miền Trung, về an toàn giao thông hay lực lượng vũ trang, hoặc là các hoạt động như lao động, tráng bánh, gói bánh chưng, vân vân các bạn nhé. Như vậy, cuộc sống xung quanh của chúng ta có rất là nhiều hoạt động: học tập, vui chơi, giải trí, lao động, lễ hội, du lịch, giao thông, vân vân. Những hoạt động đó là nguồn cảm xúc vô tận để mỗi người chúng ta thêm yêu quê hương, đất nước, yêu thiên nhiên và con người, cho các em có thể chọn lựa và các em vẽ được một bức tranh theo ý thích của mình nhé. Khi chọn được nội dung, các em sẽ bước qua phần hai la mã cách vẽ. Bước đầu tiên của cách vẽ, các em chọn nội dung. Bước thứ hai, tìm bố cục. Bước thứ ba, phát mảng chính, vẽ hình. Và bước thứ tư, hoàn chỉnh màu các em nhé. Và bây giờ cô mời các em xem phần thị phạm về các bước vẽ của một bức tranh nhé. We'll be right back.
tạo một số bài vẽ nhé. Sau khi tham khảo một số bức tranh thì các em sẽ bắt đầu thực hành. Em hãy chọn một nội dung gia đình, nhà trường, xã hội để thể hiện một bức tranh về đề tài cuộc sống quanh em. Dặn dò các em hoàn chỉnh phần vẽ hình và chuẩn bị màu cho tiết học sau. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô nhớ chúc các em sức khỏe và hẹn gặp lại các em nhé.